2 phút hiểu ngay NFT là gì. NFT là viết tắt của Non-Fungible Token, có nghĩa là không thể thay thế được. Không thể thay thế được nghĩa là sao nhỉ? Có nghĩa là bây giờ Jenny sẽ cho bạn mượn 1 Bitcoin nhé. Vậy thì ví dụ như là sau 1 tháng bạn không có khả năng trả đủ 1 Bitcoin chẳng hạn, thì cứ 10 ngày một bạn có thể chia nhỏ ra, mỗi 10 ngày bạn sẽ trả cho mình 0.33 nhiêu đấy Bitcoin. Vậy thì có thể chia nhỏ được, bởi vì mỗi đơn vị Bitcoin là mỗi đơn vị có thể thay thế được, và Bitcoin không phải là một NFT. Vậy ví dụ như là Jenny cho bạn mượn 1 NFT đi. Bây giờ là trường hợp ngược lại, các bạn có thể chia nhỏ ra cứ 10 ngày một trả cho Jenny 0.0 mấy NFT được không? Thì câu trả lời là hoàn toàn không, bởi vì NFT là một tài sản không thể thay thế và không thể chia nhỏ được. Nếu như bạn đã mượn một NFT, bạn bắt buộc phải trả lại đúng một NFT, không thể chia nhỏ ra được. Vậy thì câu hỏi đặt ra đó là NFT có phải là một token không? Tất nhiên là phải rồi, bởi vì tên của nó là Non-Fungible Token mà. Nhưng mà cái loại token này thì nó đặc biệt hơn một chút, là nó không thể chia nhỏ và không thể thay thế như mình đã giải thích ở trên. Để cho dễ hiểu hơn thì các bạn có thể quan sát những NFT đang có mặt trên thị trường. Lấy ví dụ như là những bức tranh chẳng hạn, hay là những bức họa nổi tiếng, hoặc là một bài nhạc, một tác phẩm thời trang, hoặc là một dòng tweet cũng có thể mã hóa thành một NFT. Hầu hết những thứ gì mà con người muốn sưu tầm, muốn collect được đều có thể mã hóa thành NFT. Quan trọng là bạn có mã hóa nó hay không mà thôi. Vậy thì điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là mỗi NFT được mã hóa trên công nghệ blockchain á, thì chỉ cần một người sở hữu nó thôi, thì tất cả những người còn lại trên thế giới đều không thể sở hữu một mã NFT y chang như vậy được, tức là cái tính độc nhất. Bởi vậy cho nên người ta có một cái văn hóa gọi là văn hóa sưu tầm NFT, sưu tầm những cái gì độc lạ và hiếm, bởi vì chỉ có một mình trên thế giới có thôi, không một ai khác trên thế giới có cả. Có một điều mình thấy khá là hay, đó là trong mùa dịch này hầu hết mọi người đều ở nhà và đang gặp khó khăn về tài chính, thì trên này thấy những người họa sĩ, những người nghệ sĩ họ có khả năng sáng tạo ra một cái tác phẩm hoặc là sản phẩm nghệ thuật, họ mã hóa nó trên công nghệ blockchain và họ rao bán ở trên chợ marketplace, thì có một cái nguồn thu thụ động từ những gì mà họ tạo ra như vậy thì khá là tốt. Điển hình như là các bạn có thể lên OpenSea hoặc là Binance NFT Marketplace để xem những tác phẩm của họ, và giá bán cũng không hề thấp đâu nhé. Thêm một điểm nữa đó là khi mà Jenny có cơ hội nói chuyện với hơn 10 quốc gia trên thế giới, có một câu hỏi mà Jenny đã phỏng vấn họ đó là xu hướng gì, trend gì hiện nay đang là xu hướng hot nhất về thị trường crypto ở bên nước đó, thì chắc phải 10 nước thì sẽ có đến 9 nước trả lời là đó chính là NFT. NFT thì ở những nước Đông Nam Á có thể gần gũi hơn bằng mạng gọi là mạng blockchain gaming, thì hôm bữa trên này đã giải thích là video game free là gì rồi. Nhưng mà còn những nước ở bên châu Âu thì họ có văn hóa sưu tầm, văn hóa collection, cho nên NFT là một cái gì đó rất là hot và đang được rất là ưa chuộng bên trời Tây.